Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta Anh em nên thì mình sẽ gửi gắm cho toàn thể tất cả các bạn một clip cực kỳ hay Đó chính là về vị tướng Cafini Cafini khi đổi đâu hoặc bất kỳ bị tướng nào thì mình chỉ khuyến tất cả các bạn rằng hãy lưu ý cho mình một cái điểm nhỏ đó chính là cái chữ một của nó đài bắc liên thánh và bản liên thánh thì khi nào nên dùng đài bắc liên thánh và khi nào nên dùng uh, bản liên thánh đó chính là cái dùng cái chiêu một của nó bản liên thánh ấy, thì chỉ dùng giai đoạn đầu game chúng ta sẽ bắn nó khi phút máu còn cái đài bắc liên thánh chỉ dùng hai cái mục đích duy nhất đó chính là một cầu điểm máu tâm xa hai là bản kết liều đối phương vừa rồi thì mình đã kết liều hai chất té thôi và cách đối đầu với hai chất té thì đơn giản thôi chúng ta chỉ cần né cái chữ một của nó và chưa ba thì rất là easy đơn giản thì đương nhiên nói chung nói né như vậy thì rất là khó nhưng cafe ni làm được điều Đỏ rất là dễ các bạn nhé cho nên là cực kỳ easy đơn giản luôn đấy thì cái đại kích hoạt chưa một ấy thì gọi là đại bác liên thành đi à, gọi mình thì cũng nhớ chữ thức lắm đâu mình chỉ biết gọi là cái bắn bùm chiu bùm chiu gọi là bùm chiu anh em nhé cái bùm chiếu này thì mình chỉ khuyên các bạn khi chơi các chỉ dùng hai cái đó chính là thứ nhất là chỉ dùng cầu rìa cầu rìa các bạn nhé còn mà uh, cái này thì lết game nó sẽ dùng rất nhiều những sẽ đoạn đâu game mình chỉ khuyên các bạn dùng hai cái đó cầu rìa và kết tiền đối phương rồi bây giờ có mắt tiếp và uh, à, các bạn này giàu gần đây thì uh, mình thấy nhiều bạn kiểu khi có những cái sơ mới à, mới ra thì các bạn hầu như chúng ta sẽ mua đi nạp thẻ kiểu rất là loang hoang thì bây giờ thì mình có một cái gọi là một cái app nó nạp thẻ nó rất là tiền lợi cho anh em và cực kỳ chính thống luôn đó chính là cái app momo thì bạn nào cũng biết rồi và ngày hôm nay thì mình sẽ kết hợp làm clip và hướng dẫn anh em cách mà có thể là nạp thẻ và tập, uh và nạp con huy một cách cực kỳ đơn giản và easy luôn các bạn nhé Và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn Rồi ok đơn giản thôi Thì cái việc đầu tiên mà chúng ta muốn làm là chính là phải có cái app Momo các bạn nhé chúng là bắt buộc phải có một cái app Momo Và chúng ta sẽ vào phần đầu tiên là thiết lập cài đặt Và mình sẽ vào cài đặt và các bạn nhấp vào phần chân cương đấy Rồi chúng ta sẽ thêm cái phần thanh toán và giao hàng các bạn nhé rất là dễ thôi các bạn ạ easy thôi đấy thanh toán và giao hàng thì cái này thì mình đã cài đặt rồi cho nên là mình sẽ xóa và làm lại cho anh em dễ hiểu các bạn nhé cực kỳ đơn giản thôi đấy rồi mình xóa là rồi, rồi bắt đầu mình xóa rồi bắt đầu mình sẽ làm lại này thanh toán và giao hàng này nhấp vào này đấy rồi mình sẽ nhấp vào cái phần à, thêm phương thức thanh toán các bạn nhé đấy Thêm phương thức thanh toán thì sẽ có hai lần, đó là thẻ tín dụng và Momo Ecolet mình sẽ nhấp vào Momo Ecolet và đăng nhập vào Momo Ecolet các bạn nhé và mình sẽ tiếp tục mở ứng dụng và nhập mật khẩu vào. Và là mình sẽ ok hoàn thành trong bước 1 thôi. Đấy các bạn thấy dề chứ cực kỳ dề luôn Rồi bước 1 xong rồi thì chúng ta sẽ qua bước 2 Đó là vào phần nạp quân huy Và các bạn đừng quên rằng ngoài uh, thanh toán game Thì nạp game thì uh, các bạn có thể thanh toán Rất nhiều app hay hóa đến app store Và thanh toán quá vì mô mô các bạn nhé Và phút mốt là xong tiền lực cực kỳ luôn Chỉ cần thiết lập thanh toán Lần đầu là các bạn rất easy game nhé Và mình có ghim link ở phần dưới comment Các bạn có thể xem chi tiết hướng dẫn Cách nhận thanh toán game app store Go Play Và vì mô mô cùng như ưu đài về mô các bạn nhé. Và đặc biệt rằng các bạn nên nhớ rằng là, 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 là uh, Bạn nào mà tải app MoMo mô lần đầu tiên thì các bạn có thể là nhận được rất nhiều phần quà hot dành cho gamer từ mô mô các bạn nhé. Đấy anh em cho nên nhanh tay hãy tải ví mô về. Rồi, và đây là phiên bản dành cho iOS cho nên là các bạn uh, nào Android thì hãy đọc ở phía dưới comment các bạn nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ nhấp vào. Đấy. Các bạn thấy mình bổ mình chín quân huy nhá có bốn chiếc con huy này và mình sẽ nhấp vào dấu cộng nạp rất là bình thường thôi rất easy đấy và mình sẽ mua 8 con huy ở với giá 5.000 đồng 0,23 USD đấy và cái phần này mình chế lại một chút bởi vì là có ghi phần mật khẩu ai của mình rồi nhấp vào mua và cái này không cần phải mà OTP nó rất là thao tác đơn giản và easy các bạn nhé rất đơn giản đấy và mình chỉ cần đăng nhập mật khẩu ăn cái mình là ok xong xuôi đấy mua cực kỳ đơn giản và các bạn đừng quên rằng hay tài vì mô mô để nhận rất nhiều phần quà hot dành cho game mơ các bạn nhé từ bỉ mô mô nhé anh em tài vì và thanh toán trên uh, game trên app store và go play cực kỳ dễ dàng luôn nhanh tiện lợi và nhiều ưu đãi dành cho game mơ như là mua kim cương này và quân huy và tất cả các game các bạn nhé đấy rồi các bạn thấy chưa? Mình là mua xong rồi và 49 con huy sẽ nhảy lên 5 bài con huy anh em thấy chưa? Đó ok, cực kỳ đơn giản thôi. Và anh em đừng quên rằng ở phía dưới gần phần game comment của mình sẽ có phần chi tiết hướng dẫn các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay vào game thôi. Let's go. Ok như cái đầu clip mình đã nói thì cái nó quan trọng nhất đó chính là chứa một của nó. Nếu các bạn dùng chứa một thật tốt thì việc các bạn chơi cái cực kỳ tốt luôn. Và chứa một sử dụng như thế nào cho hợp lý thì mình sẽ phân tích như sau. Khi đổi đâu về phương lo đến thì nó đây đây là cái phái này đây, đây 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 mình sẽ bật chạy nhanh và bắn các bạn nhìn nhá Cách mình kết hợp bản nội tài bắn à, bản bản thức nội tài và chạy nhanh thì phương lo không bao giờ tiếp cận được mình. Các bạn biết lý do vì sao? Bởi vì khi cái bắn bản nội tài ấy và kích hoạt chạy nhanh ấy thì nó sẽ có một cái khoảng cách di chuyển rất là tốt thay vì các bạn cầm đẩy đầy bác lên thành ấy cái pump chiếu ấy thì nó sẽ không được di chuyển xa cho nên nếu các bạn đối đầu với phơ lo ấy thì mình khuyến các bạn không bao giờ được kích hoạt chữ một để bắn phơ lo đâu mà các bạn hãy bắn phơ lo bằng cách nổi tải và kích hoạt chạy nhanh thì các bạn sẽ đối đầu tốt với phơ lo các bạn nhá cho nên clip này mình chỉ nói đúng một cái duy nhất đó chính là dùng chữ một như thế nào cho hợp lý đấy và chữ một chỉ dùng trong những tình huống nào thứ nhất là cầu địa đâu giao tranh các bạn bắn pam pam hai phát xong các bạn kích, các bạn kích hoạt các bạn tắt tắt chiếu một đi và các bạn bản thường đấy và cách thứ hai đó là chiếu một kích hoạt cho một này chỉ bắn thì kết liều một đối phương thôi còn trong trận đấu này thì ôi phơi ló này các bạn này ôi cái từ 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 bắc đến thành ôi giỏi nó bầu được cái pha này rồi xong xong mình đội. đấy vừa mới nói xong anh em đấy mình mới dùng cái đại bác liên thanh đổi đâu với Florentino thì coi như là phéo luôn Bởi vì nó không có cái tâm di chuyển và không có cái tâm 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 tâm, tâm gọi là nẻ chiếu của thằng phơ tăng đó mà các bạn nếu biết rồi phơ lo mà chập trùng ba hoa thì xác định ra đi luôn đấy cho nên là ôi rồi cái phá này sao ôi máy 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 mà có cung tâm á cái phá đỉnh đỉnh của chóp cho anh em đấy cái phá đỉnh của chóp chưa cho nên là mình xin nhắc lại anh em một chút rằng khi các bạn đổi đâu với bất kỳ một vị tưởng nào đi chăng nửa đấy đấy thì các bạn cái việc dùng cái kích hoạt chương một ấy thì chỉ dùng trong hai tình huống một là kết liều đối phương hai là cầu rìa đâu game còn khi mà các bạn số lỗi một hoặc một vị tướng nào áp sát các bạn thì các bạn sẽ bắt buộc phải bắn nồi tài và kích hoạt chiêu hái hoặc kích hoạt chạy nhánh để mình bắn bắn này gọi là bắn cầu rìa bắn kiểu cả bắn cả di chuyển đấy cho nên để mà áp sát để mà cầu ở uh, giết thằng cà trong những cái lúc mà nó cả bắn cả di chuyển đấy rất là khó Đấy, cho nên các bạn hãy nhớ mình cho điều đấy Và cái thứ hai là các bạn hãy cắn lé sát thương Và tím địch thì có phần lo Mình sẽ bị tăng phần lo giết nếu Mình bị thằng phần lo áp sát Đấy, và cái thứ hai mình sẽ bị chết khi thằng ve ra Nó choáng mình và tiếp theo mình sẽ bị thằng ô men nhốt lông thì trong combat trong một trận đấu chúng ta sẽ phân tích làm thế nào để nó né được những nguồn sát thương đấy ok đơn giản thôi muốn bắn ổi thằng vừa lo này né này từ từ đấy cầu rìa các bạn nhá chứa một đấy mình sẽ kích hoạt cầu rìa ở tâm xá này xong từ từ rồi bắn tiếp tuyệt phạt chết rồi đấy bắn tẹt ra luôn tẹt lên nghe luôn đấy thì chúng ta sẽ phải né nếu chúng ta muốn bắn thằng vera thì bắt buộc điều kiện đạt là thằng vera hết chiếu thức hoặc là cái tâm chuẩn của vera không đạt tới mình mà trúng đồng đội đồ của mình thì chúng ta sẽ chơi cái thứ hai phần lo nên nó chúng ta sẽ phải đánh dư một khoảng cách rất là xa là khi chúng ta cầm chiếu kích hoạt chiếu một đấy thì chúng ta bắn được rất là xa thì chúng ta phải đứng cực xa thằng phần lo để chúng ta chơi về nó chứ thằng phần lo mà áp sát mà các bạn kích hoạt chiếu một bắn Thì có thôi 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 thì nằm xuống chết luôn đấy và tiếp theo nhá thằng omen chúng ta sẽ không bao giờ được thằng omen lao lên nhốt lông thì làm như thế nào phải giữ khoảng cách từ thật xa đấy trừ khi team mình lao lên như thế này này thì mình lao lên bản tiết gã phơi lo đang có ý định lao lên từ từ đấy quan trọng nhất của con cafe ni về game đó là combat mà combat là phải phân tích sát thương của team địch mà phân tích sát thương thì mình đã nói rồi phải phân tích cái làm thế nào mình chết đấy chẳng hạn phân lo lao vào đấy làm gì mà lao vào tao tuổi gì ạ à? đấy đồng đội của mình rồi, pha này còn bắt thua, team mình còn hai thắng. Đấy, cầu địa sáng các bạn thấy chưa? Cầu địa sáng nó lao lên. Rồi, cái pha này chạy, tao thách mình lao lên rồi. rồi chết rồi đấy. Chưa ba, đủ đáp. Rồi, Omen trói, Rồi, chúc mừng cương lao đã bị trói. Rồi, chúc mừng cương lao chết luôn. Chết không? Chết. Ôi giời không chết các bạn ơi. Cùng ta má, cùng tơ má kêu. Ôi giời, cùng tơ má cứu mình hai lần. Đây là một biểu đồ trận phải của cá các bạn nhá, Cho nên hy vọng các bạn hãy bắt buộc phải lấy cung ta má nhá. Và các bạn ơi đừng quên rằng là uh, các bạn uh, mình có game uh, cái link ở phần dưới comment đấy các bạn nhé Và các bạn có thể xem uh, chi tiết phần hướng dần cách thức thanh toán nạp game uh, trên App Store và Go Play qua vĩ mô mô cùng những ưu đãi cho các gamer uh, từ vĩ mô mô các bạn nhé Và đây là mình đánh giá một uh, cách uh, nạp con huy rất là tiền lợi và có thể giúp cho chúng ta có thể là cực kỳ an toàn Và nó giao dịch nhanh gọn Và các bạn uh, đây là một cái mình nghĩ là mình sẽ dùng Uh, cực kỳ nhanh Và cái uh, vỉ mô mô này nó thật là tiện lợi Rồi thì mình nghỉ đi clip đến đây kết thúc Và mình xin chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe Và cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe hết clip này Và hẹn gặp tất cả các bạn vào clip ngày mai nhé. Và tất cả các bạn ơi mày yêu Bye bye